Thanh Hằng tỏ thái độ lạnh lùng trước sự thảo mai của Hương Giang. Trong tập 6 của The New Mentor, Thanh Hằng tỏ thái độ lạnh lùng trước cách chơi của Hương Giang và khẳng định đàn em loại đi thí sinh mạnh vì lợi ích cá nhân chứ không nghĩ đến đại cuộc. Mở đầu tập 6 The New Mentor, Người Mẫu Toàn Năng, phát sóng tối ngày 17 tháng 9, top 16 thí sinh được Trúc Thăm bắt cặp ngẫu nhiên để thực hiện thử thách chụp ảnh quảng cáo, tương tác với sản phẩm. Ở thử thách này, các người mẫu có 10 phút để lần lượt vừa làm mentor, người hướng dẫn, vừa hỗ trợ lẫn nhau thực hiện bộ ảnh cùng nhiếp ảnh gia Milo Trần. Mai Ngô và chúng Huyền Thanh khiến khán giả thích thú khi cả hai bắt cặp cùng nhau để thực hiện thử thách. Được đánh giá là thí sinh mạnh và có nhiều kinh nghiệm, Mai Ngô và Huyền Thanh nhận được nhiều lời khen bởi màn kết hợp nhịp nhàng, ăn ý. Cũng trong thử thách này, Cao Ngân vì quá áp lực về thời gian dẫn đến bối rối khi hướng dẫn bạn diễn Vũ Thúy Quỳnh khiến nhiếp ảnh gia Milo Trần thẳng thắn góp ý. Nếu ý kiến của anh không quan trọng thì em nghĩ có thể tự cầm máy chụp được không? Đứng trước những lời góp ý, Cao Ngân đã xin lỗi và rút kinh nghiệm. Sau thử thách đầu tiên, ban giám khảo chọn hai thí sinh thể hiện tốt và kém nhất. Top 2 bức ảnh xuất sắc gọi tên Tông Chuẩn, đội Lan Khuê và Đỗ Thị Hương Giang, Hương Giang. Bên cạnh đó, Bảo Ngọc, Lan Khuê và Lâm Châu, Hà Hồ là hai thí sinh có phần trình diễn kém nhất. Với lợi thế chiến thắng, Tông Chuẩn và Hương Giang trở thành new mentor, thí sinh được mentor chỉ định của đội mình trong thử thách tiếp theo, đồng thời được quyền chọn Lâm Châu và Tường Vân làm new mentor cho hai đội còn lại là Thanh Hằng và Hà Hồ. Các thí sinh chính thức bước vào vòng thi chứng minh thực lực, bản lĩnh với đề bài thực hiện một video ngắn quảng cáo sản phẩm với tinh thần sang trọng, tinh tế và sự tươi trẻ. Mỗi đội có khoảng 3 tiếng để tập luyện và hoàn thành thử thách. Với phần thi sáng tạo, kết hợp ăn ý giữa các thí sinh, đội Hương Giang nhận được nhiều lời khen ban giám khảo và giành chiến thắng chung cuộc ở tập 6, tiếp tục bảo toàn 6 thành viên. Đội Hồ Ngọc Hà được lựa chọn bước vào vòng an toàn. Điều này đồng nghĩa với việc đội Thanh Hằng và Lan Khuê phải cử 2 thí sinh vào vòng loại. Theo luật chơi của tập này, host Dược Sĩ Tiến sẽ không loại mà có quyền cứu một thí sinh trong phòng loại trừ và mentor Hương Giang sẽ loại 2 trong 3 thí sinh còn lại tại phòng loại. Sau khi hội ý, Ngọc Ánh và Kim Phương đội Thanh Hằng, Bảo Ngọc và Kim Nhung đội Lan Khuê được đưa vào vòng loại để đối diện với Hương Giang. Đối mặt với host Dược Sĩ Tiến và Hương Giang, 4 thí sinh đưa ra những lý do thuyết phục để được tiếp tục đồng hành cùng cuộc thi. Trải qua vòng phỏng vấn, Dược Sĩ Tiến quyết định cứu Kim Phương và nhắn nhủ Kim Nhung phải chiến đấu tới cùng để được đi tiếp. Hương Giang bất ngờ khi gặp lại Ngọc Ánh trong vòng loại. Cô nhận định Ngọc Ánh là người thể hiện rất tốt, không xứng đáng có mặt trong vòng loại và lên tiếng chất vấn Thanh Hằng, chị chơi chiêu với em đúng không chị Hằng? Phía Thanh Hằng khẳng định không chơi chiêu và có một chiến thuật riêng, Hằng chưa chơi chiêu. Cũng không cần thiết phải chơi chiêu. Khi mình có một chiến lược tốt thì không phải chơi chiêu. Kết quả chung cuộc, Hương Giang quyết định loại Ngọc Ánh, đội Thanh Hằng và Bảo Ngọc, Lan Khuê. Mất đi một thí sinh tiềm năng, Thanh Hằng tỏ thái độ nghi ngờ, cho rằng Hương Giang tham gia chương trình không vì đại cuộc mà là vì bản thân. Trở về phòng chờ, Hương Giang đã lên tiếng về chiến thuật của Thanh Hằng. Cô chia sẻ, nếu ngày hôm nay chị Hằng gửi Tường Vân và Kim Phương vào vòng loại thì cả hai người mẫu team Lan Khuê sẽ phải ra về. Trước khi ra về, Hương Giang đã hỏi Thanh Hằng, chị có muốn nói gì với em không? Trước câu hỏi của Hương Giang, mặc dù tiếc nuối khi chia tay học trò nhưng Thanh Hằng thẳng thắn từ chối lắng nghe và luôn giữ vững quan điểm. Cô cũng gửi lời chúc đến đàn em, chúc em kéo dài niềm vui này lâu hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.